Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Công điện khẩn số 04 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đại diện ngành y tế huyện thăm và chúc mừng Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, chúc mừng Ngày Thầy Thuốc Việt Nam tại Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành. Hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi thú y năm 2018, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng cho gia súc gia cầm đợt 1 năm 2019. Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành tọa đàm kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Phát động chương trình Sức Khỏe Việt Nam, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe. Thưa quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung công điện khẩn số 04 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nội dung công điện như sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, ủy viên Ủy ban nhân dân, trưởng các ngành, đoàn thể huyện, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh. Thực hiện công điện khẩn số 02 ngày 24 tháng 2 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Nguy cơ lây lan ra diện rộng là rất lớn. Để khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi có thể lây lan ra diện rộng, Chủ tịch Ủy ban dân huyện yêu cầu: 1. Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với các ngành tham mưu ban hành kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện trên cơ sở thực hiện kế hoạch số 43 ngày 24 tháng 2 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Chủ trì phối hợp với trạm thú y, các phòng ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, tham mưu chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ, tổng hợp kịp thời diễn biến tình hình phát sinh dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn để chủ động các biện pháp phòng chống, ngăn chặn xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi không lan ra diện rộng. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra đôn đốc trạm thú y, các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn hộ trang trại chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, vệ sinh tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất. Khi xuất hiện dịch, cần tìm các biện pháp chỉ đạo để nhanh chóng bao vây và dập tắt, xử lý dứt điểm các ổ dịch còn ở diện hẹp. 2. Phòng Kinh tế Hạ tầng, Công an huyện, theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển và các sản phẩm của lợn trái phép từ bên ngoài vào địa bàn hoặc vận chuyển qua địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trạm thú y, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện. 3. Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện tích cực triển khai công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi và các biện pháp phòng chống bệnh theo đúng nguyên tắc, tránh gây ra tình trạng lợi dụng, hoang mang trong cộng đồng dân cư, kiểm tra chất lượng phát sóng tại đài phát thanh các xã, thị trấn, nhất là xã vùng cao, vùng giáp danh với các huyện, tỉnh ngoài, chủ động giúp các đơn vị khắc phục hư hỏng để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu phát sóng nhằm tuyên truyền đến nhân dân nhiệm vụ phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và các loại dịch bệnh khác. 4. Trạm thú y, trạm khuyến nông. Đối với trạm thú y, tham mưu khẩn trương tổ chức tiêm phòng đợt 1 năm 2019, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, kiểm tra nhanh tại các trang trại, hộ chăn nuôi lợn, hướng dẫn trực tiếp cách phòng bệnh, phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Phối hợp với trạm khuyến nông, tham mưu nội dung văn bản hướng dẫn hộ chăn nuôi, thú y viên thường xuyên theo dõi đàn lợn hiện có trên địa bàn, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng, cách phòng bệnh, phương pháp phân biệt giữa bệnh dịch tả lợn châu Phi với dịch tả lợn thông thường, phát hiện kịp thời, báo cáo nhanh chóng để có biện pháp chống dịch. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành liên quan, các xã, thị trấn tham mưu lập chốt kiểm dịch tại các khu vực giáp ranh giữa các thôn, các xã, thị trấn khi cần thiết. Đối với trạm khuyến nông, phối hợp với trạm thú y tổ chức tập huấn cho đối tượng cán bộ địa chính nông nghiệp, khuyến nông viên phụ trách chăn nuôi, chủ trại chăn nuôi lợn,
để hướng dẫn phương pháp phòng trừ, cách nhận biết, phân biệt giữa bệnh dịch tả lợn châu Phi và dịch tả lợn thông thường trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. 5. Đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thịnh Thành tại kế hoạch số 179 ngày 10 tháng 12 năm 2018, công văn số 179 ngày 12 tháng 2 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành, tăng cường kiểm tra đôn đốc, giám sát việc phòng chống dịch tại các thôn, khu phố để phát hiện sớm ổ dịch, bao vây dập dịch khi còn ở diện hẹp. Phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo các thôn, hộ gia đình chăn nuôi gia súc gia cầm, thực hiện đầy đủ quy định phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm gia súc bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, bao vây dập tắt dịch khi mới phát sinh, kiên quyết không để dịch lây lan ra diện rộng. Tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn, thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn, đóng cửa chợ, cơ sở giết mổ nơi buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra. Phối hợp với trạm thú y, các chủ trang trại, trại nuôi, hộ chăn nuôi thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo đến cộng đồng dân cư, chủ trang trại và người dân tính nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, chủ động theo dõi, giám sát đàn lợn tại đơn vị nếu nghi ngờ hoặc phát hiện lợn bệnh với các triệu chứng bệnh tích điển hình của bệnh dịch tả lợn châu Phi hoặc nghi là lợn, sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc, cần lấy mẫu gửi trạm thú y, chi cục thú y để chẩn đoán, xét nghiệm, xác định tác nhân gây bệnh. Phối hợp với các đoàn thể chính trị đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để các chủ trang trại, doanh nghiệp, hộ chăn nuôi và cộng đồng nắm chắc, hiểu rõ mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Chịu trách nhiệm về diễn biến bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, báo cáo ngay khi phát hiện có trường hợp bệnh dịch tả lợn châu Phi, đồng thời tham mưu tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định. 6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cấp huyện, bí thư đảng ủy xã, thị trấn quan tâm phối hợp tuyên truyền, phổ biến đến đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi tổng hợp từ các đơn vị, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Đình Thành đã ký. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 26 tháng 2, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng đại diện ngành y tế huyện Thạch Thành đã đi thăm và chúc mừng Sở Y tế Thanh Hóa và các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Tại những đơn vị đến thăm và tặng hoa, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phạm Đình Minh và các thành viên trong đoàn đã thay mặt lãnh đạo huyện Thạch Thành gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 đến đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhân viên, người lao động đang công tác tại Sở Y tế Thanh Hóa, Bệnh viện K71 Trung ương, Bệnh viện Đa Khoa, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ Sản, Bệnh viện Nội Tiết. Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện mong muốn, trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, y thuật và vật tư thiết bị tiên tiến, giúp cho đội ngũ y bác sĩ đang công tác trong ngành y tế của huyện Thạch Thành, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong tỉnh nói chung và nhân dân các dân tộc huyện Thạch Thành nói riêng. Trước đó, vào chiều ngày 25 tháng 2, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng ban ngành đoàn thể của huyện. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ cán bộ viên chức của Trung tâm Y tế và các thầy thuốc của Bệnh viện Đa khoa huyện đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch bệnh trong năm 2018 và làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng mong muốn đội ngũ cán bộ viên chức của Trung tâm Y tế và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện tiếp tục đoàn kết, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong cơ chế tự chủ, bệnh viện cần năng động, đổi mới tư duy, hướng các hoạt động hiệu quả hơn, xây dựng bệnh viện trở thành địa chỉ tin cậy về chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương. Hơn nữa,
tự chủ bệnh viện cũng là cơ hội tốt để cho bệnh viện làm chủ các hoạt động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ cán bộ, tạo môi trường để thu hút được nhiều bác sĩ về làm việc, phát huy tối đa tiềm năng sẵn có của bệnh viện, góp phần chăm sóc sức khỏe tốt hơn nữa cho người dân huyện nhà. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 26 tháng 2 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi thú y năm 2018, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng cho gia súc gia cầm đợt 1 năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đình Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ thú y ở 28 xã thị trấn trong huyện đã về dự. Ngay từ đầu năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn toàn huyện. Công tác phòng chống dịch bệnh được trạm thú y huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. Cũng trong năm qua, huyện đã thực hiện hoàn thành 2 đợt phun thuốc tiêu độc khử trùng cho gia súc gia cầm, triển khai tiêm 9.950 liều vaccine phòng chống lở mồm long móng cho gia súc và vaccine tụ huyết trùng cho đàn trâu bò với 24.668 con, đạt tỷ lệ 98%. Do thực hiện tốt công tác phòng bệnh nên thời gian qua trên địa bàn huyện không có dịch bệnh lớn xảy ra. Đến nay, tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn toàn huyện bao gồm đàn trâu là 15.715 con, bằng 81,2%, đàn bò là 9.690 con, bằng 85,1%, đàn lợn là 29.640 con, bằng 92,2%. Tổng đàn gia cầm gần 599.000 con. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng định kỳ cho gia súc năm 2019. Theo đó, vào đầu năm nay, trạm thú y huyện sẽ tổ chức 2 đợt tiêm vaccine phòng bệnh cho gia súc, phấn đấu có trên 100% tổng đàn gia súc trên địa bàn toàn huyện được tiêm phòng bệnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ghi nhận những kết quả mà ngành chăn nuôi, thú y huyện đã đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, ngành chăn nuôi thú y huyện và các xã thị trấn cần rà soát, nắm chắc số lượng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện, nắm chắc tình hình dịch bệnh trên vật nuôi, triển khai tiêm vaccine phòng bệnh cho gia súc, phấn đấu vượt chỉ tiêu, đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát tình hình buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia súc gia cầm, đảm bảo an toàn thực phẩm, chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz và trên website thachthanhtv.vn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung buổi tọa đàm kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam của Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 26 tháng 2, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2019. Sự buổi tọa đàm có đồng chí Quách Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đóng trên địa bàn huyện, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ bệnh viện đã nghỉ hưu, cùng đông đủ cán bộ viên chức người lao động đang công tác tại bệnh viện. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển của ngành y tế nói chung và của Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành nói riêng. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, những năm qua, đội ngũ cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành đã không ngừng cố gắng vươn lên về mọi mặt. Chất lượng khám chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được nâng lên. Hiện nay, bệnh viện có 150 giường bệnh, 4 phòng chức năng, 8 khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng. Tổng số cán bộ công nhân viên là 166 người, trong đó bác sĩ là 40, dược sĩ là 9 người, điều dưỡng kỹ thuật viên là 87 người, cán bộ kỹ thuật khác là 30 người. Cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư xây dựng khang trang, trang thiết bị y tế hiện đại, trợ giúp đắc lực cho việc chẩn đoán và điều trị, công tác y tế dự phòng được triển khai thực hiện có hiệu quả, khống chế hoàn toàn các dịch bệnh thông thường xảy ra trên địa bàn. Công tác tiêm chủng mở rộng, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, bệnh viện còn tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt đổi mới phong cách thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, để mỗi cá nhân, tập thể phấn đấu và nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. Thông qua các phong trào thi đua,
mỗi cán bộ y tế đều nâng cao vai trò, trách nhiệm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Phát biểu chúc mừng cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, đồng chí Quách Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, mong muốn mỗi cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành tiếp tục học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hiện đại hóa cơ sở vật chất trang thiết bị, đề cao đạo đức của người thầy thuốc với mục tiêu vì sức khỏe của nhân dân, người bệnh đến với bệnh viện phải được cứu chữa trong những điều kiện tốt nhất, góp phần nâng cao uy tín, lòng tin của nhân dân và giảm tải áp lực cho các tuyến y tế, tuyến cấp trên, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu. Tại buổi tọa đàm, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành đã trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các tập thể cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và phong trào thi đua yêu nước. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung lễ phát động chương trình Sức khỏe Việt Nam. Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2019, ngày 27 tháng 2, với sự tham dự của đồng chí Vũ Ngọc Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành cấp huyện, Trung tâm Viễn thông Viettel chi nhánh Thạch Thành phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành đã tổ chức phát động chương trình Sức khỏe Việt Nam, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe. Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe toàn dân. Chương trình Sức khỏe Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1092 ngày 2 tháng 9 năm 2018 nhằm thực hiện nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Đây là một chương trình tổng thể được triển khai trên quy mô toàn quốc nhằm huy động, phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp, các bộ ngành địa phương và các tổ chức xã hội cùng xây dựng môi trường hỗ trợ, huy động sự tham gia của người dân và cộng đồng, thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Trong khuôn khổ lễ phát động có nhiều hoạt động ý nghĩa như tư vấn khám sức khỏe, đo huyết áp, đo chức năng hô hấp, xét nghiệm đường máu, diễu hành cổ động, tham gia hưởng ứng chương trình, tuyên truyền cho người dân quan tâm phát hiện sớm bệnh tật. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.